Ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi, trung tâm mua sắm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 8 cho thấy lượng khách đặt tour vui chơi lễ tăng chậm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Kiên Giang, thống kê tới hiện tại cho thấy lượng du khách đặt tour đến tỉnh này dịp lễ 2 tháng 9 giảm khoảng 30% so với các năm trước. Tại Phan Thiết, dịp lễ sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới nhằm khai thác tối đa lợi thế từ các tuyến cao tốc. Khu du lịch Mian Farm, Bình Thuận, thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đã nhanh chóng được du khách đón nhận bởi cảnh đẹp thảo nguyên xanh, các dịch vụ lèo bạt ngoài trời, cưỡi ngựa, bắn cung, các loại thú mới lạ. Tại điểm du lịch Lu Camping, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, cũng đã hoàn thiện các nhà lều phong cách Bắc Âu được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, lần đầu tiên đưa vào phục vụ du khách. Đến thời điểm này, vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vẫn còn nhiều. Giá vé ngày cao điểm tăng cao nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn dịp cao điểm hè 2023. Cụ thể, vé máy bay trên đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá các ngày gần nghỉ lễ chỉ khoảng từ 1,2 triệu đồng một lượt. Riêng ngày 31 tháng 8 tăng cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng một lượt. Tương tự, chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch vẫn còn nhiều vé. Giá chỉ cao trong ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Đơn cử vé máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang có mức giá từ 1,25 triệu đồng một lượt, trong khi những ngày trước và sau đó chỉ khoảng 700.000 đồng một lượt. Một số hãng bay dự kiến cắt giảm chuyến bay dịp lễ 2 tháng 9 do vắng khách.